Tập 8. Mình nhìn kìa, toàn là phụ huynh, chẳng giống nơi thi của thí sinh gì cả. Bao nhiêu năm nay không nhìn thấy cảnh này rồi. Nhà nước đã khôi phục lại thật rồi. Mình lại cảm thán rồi. Bây giờ cả nhà mình và nhà nước đều khá lên. Hàn Dương, hai bác, nhà mình có ai đi thi à? Bác quên là hôm nay thi đại học. Đi ô tô đến đằng kia thì bị cấm đường. Hai bác đang định về đây. Thế còn cháu, trong nhà có ai thi à? Dạ không ạ. Cháu dạy thêm cho một học sinh, năm nay thi đại học ạ. Cháu dạy à? Chắc chắn là khá rồi, đúng không? Cháu cũng không dám chắc ạ. Hàn Dương này, dạo này cháu có gặp Diệp Thanh không? Con bé này không thể nào nói nó được. Hình như có tâm sự gì đó. Không đâu ạ. Hôm qua cháu còn gặp, cô ấy vẫn bình thường, không có gì đâu. Thật không? Bác gái thì chỉ giỏi lo lắng thôi. Nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên là tôi quan tâm đến cậu. Cậu thi tốt, tôi cũng mừng thay cho cậu. Thấy tinh thần cậu khá thế này, tôi cũng yên tâm. Cậu thi tốt nhé. Tôi thi tốt hay không liên quan gì đến cô? Tôi không đến đây để cãi nhau với cậu. Bỏ ra. Giữa đường giữa chợ chẳng ra sao. Bỏ ra. Tại sao cô theo dõi tôi hai ngày liền? Cô thích tôi đúng không? Cậu lại lên cơn đấy à? Bỏ tay ra. Bỏ ra. Thằng lưu manh kia làm cái trò gì thế nhỉ? Ai vậy? Đó chính là thằng lưu manh cứ níu kéo Diệp Thanh ở nông trường 398 mà tôi kể với mình rồi đấy. Cậu ta tên là Lôi Lôi. Hai bác, để cháu giải quyết ạ. Chuyện này đồn ra ngoài chẳng hay ho gì cho Diệp Thanh. Để Hàn Dương giải quyết đi. Đi thôi, đừng để con nhìn thấy. Cậu định làm gì hả? Theo cô thì tôi muốn làm gì? Lôi Lôi, làm gì thế hả? Thầy Dương lại đến làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Cô ấy đến tìm em, chứ không phải em đến tìm cô ấy đâu nhé. Anh muốn dạy bảo thì đi mà dạy bảo Diệp Thanh. Anh hãy hỏi cô ấy, tại sao không ngoan ngoãn ở nhà? Tại sao lại đến đây, làm ảnh hưởng đến môn thi ngày mai, ngày thi cuối cùng của em? Nếu không thi nổi, cô ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Diệp Thanh, em không thể có một người bạn khác giới bình thường được sao? Sao nói lý với cậu ấy không chịu hiểu thế nhỉ? Thầy đi theo em, sao chẳng nói năng gì? Thầy cũng là nam giới, chắc thầy phải hiểu Lôi Lôi chứ. Lôi Lôi có tình cảm với em.
Em đang nói chuyện đàng hoàng với thầy đấy. Tôi hỏi em, tại sao em lại đến đây? Thầy có ý gì? Thầy nói vậy là có ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả. Lôi Lôi không bảo em đến đây, mà là em tự đến. Cậu ấy đã giúp em nhiều. Em quan tâm đến cậu ấy, có gì sai chứ? Thôi được rồi, lúc nào tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Lôi Lôi. Em về đi, nếu không bố mẹ em sẽ lo lắng. Cậu làm gì thế à? Mai cậu không thi à? Mẹ cậu tìm cậu khắp nơi đến phát điên lên rồi kia kìa. Thì chính cậu nói, trước khi thi phải nghỉ ngơi xả láng cho thoải mái còn gì. Mình đang nghỉ ngơi thoải mái đây. Cậu trúng tà đấy à? Lại gặp Diệp Thanh rồi phải không? Đã nói là thôi, không gặp lại nhau nữa. Thế mà cô ấy lén lút đến xem mình thi, nước mắt vòng quanh, rõ ràng là trong lòng có mình. Đúng là giả tạo. Đừng có đánh trống lảng. Nếu cậu thích người ta thật thì đừng bám theo người ta sát nút như vậy. Theo đuổi con gái thì phải biết cách lạt mềm buộc chặt. Cậu phải thủ đoạn một chút. Ai lại như cậu suốt ngày bám xiết lấy rồi thô bạo với người ta như vậy? Ai nhìn thấy mà chẳng chạy mất dép? Mình thèm và dùng thủ đoạn. Cậu có thủ đoạn gì à? Trương Quân dùng thủ đoạn đấy. Đúng là thằng lưu manh. Mình cứ như vậy đấy. Mình thích cô ấy thì mình theo đuổi. Cô ấy có thích mình hay không mình mặc kệ. Thô thiển như cậu không hiểu được đâu. Cậu ấy à, sớm muộn cũng rước họa vào thân thôi. Đi về đi, mai còn phải thi nữa mà. Sao cậu giống mẹ mình thế nhỉ? Con ngủ đây. Hôm qua Diệp Thanh nói chuyện với tôi về một người không có bằng cấp. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả. Giờ nghĩ lại, hóa ra nó nói về thằng lưu manh đó. Loại lưu manh đó cứ phải quản giáo thật chặt. Cậu ta là thanh niên tự do, không học hành gì cả. Quản thế nào? Hộ khẩu cậu ta ở đâu? Cậu ta phải có bố mẹ chứ. Không được, phải tới đồn công an. Sự việc mà đơn giản như mình nghĩ thì đã dễ. Ý mình là gì? Mình đừng hét lên nữa. Diệp Thanh chưa ngủ đâu. Mình nhìn cái này đi. Hồi ở nông trường 398, cậu ta đưa Diệp Thanh đấy. Suốt ngày con bé mang theo, mang đến cả trường, lại còn mang về nhà nữa. Sao lại như vậy? Sao con gái tôi lại ngốc nghếch đi thích một thằng lưu manh chứ? Mình nghĩ ngợi nhiều quá đấy thôi. Hồi còn ở nông trường, Diệp Thanh còn bé thế mà đã bị người ta chửi là giày rách, rồi còn hát nước bẩn lên người nó nữa. Vì Diệp Thanh, cậu ta đã đánh nhau bêu đầu chảy máu. Diệp Thanh vô cùng cảm kích nên có tình cảm với cậu ta. Điều này thì tôi hiểu. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng
Ở bên cậu ta, Diệp Thanh như biến thành một người khác hẳn. Chiều nay mình cũng thấy rồi đấy. Diệp Thanh quá trong sáng. Nó chưa bao giờ có bạn trai. Tự sợ bản thân nó cũng không phân biệt được thứ tình cảm đó. Chuyện lớn như vậy, tại sao mình không nói với tôi sớm? Tại sao lại giấu tôi? Tôi cứ tưởng về thành phố, Diệp Thanh đi học đại học, chuyện này sẽ qua đi. Nào ngờ thằng lưu manh đó vẫn cứ mặt dày bám theo nó. Mình đi đâu vậy? Mình đi đâu? Tôi đi nói chuyện với Diệp Thanh. Nói thế nào? Mình như vậy, nó có thật lòng nói với mình không? Thế cứ mở to mắt nhìn con gái nhảy vào lò lửa à? Mình đừng kích động như vậy. Thì tôi cũng đang nghĩ cách đây. Mình thôi. Lôi Lôi, con về rồi à? Không biết bây giờ Diệp Thanh lún sâu đến đâu rồi. Diệp Thanh hiểu biết. Nó thích thằng bé đó. Nhưng tôi có cảm giác vẫn chưa quá mức đâu. Quan trọng là thằng bé đó, cậu ta coi trời bằng vung. Việc gì cậu ta cũng làm được. Tôi sẽ đi nói chuyện với mẹ cậu ta. Phụ nữ thường biết điều hơn. Mình đừng nhắc đến người đàn bà đó. Hồi còn ở nông trường, chị ta rất coi thường mẹ con tôi. Hơn nữa, chị ta rất có thành kiến với Diệp Thanh. Thế thì đi gặp bố cậu ta. Người làm quan, ai chẳng bên con chằm chằm. Không được, phải đi gặp chính cậu ta mới được. Lớn rồi, chẳng bé bỏng gì nữa. Cũng phải biết suy nghĩ rồi. Chúng ta khuyên nhủ tử tế. Có lẽ cậu ta sẽ nghe ra. Mẹ đã nói với bố con rồi. Khi nào con thi xong, cả nhà mình sẽ ra ngoài ăn một bữa. Con chỉ có tí thời gian để học mà mẹ cứ lải nhải suốt. Nếu mẹ không yên tâm thì mẹ đi thi cùng con luôn. Thế không được sao? Mẹ yên tâm. Sao mẹ lại không yên tâm chứ? Con trai mẹ làm gì, mẹ cũng yên tâm hết. Con đã mang thẻ dự thi chưa? Con trai mẹ mà lại ngốc vậy sao? Con đi đây. Mình, ăn xong rồi hãy xem. Diệp Thanh, hôm nay con không có việc gì chứ? Vâng. Không có việc gì thì đưa bố đến bệnh viện. Bố thấy hơi đau lưng. Bệnh cũ tái phát à? Thế thì ăn cơm xong, mình đi luôn nhé. Đi muộn lại không lấy được số. Ừ. Em dốt toán lắm. Trước kỳ thi nhà em mời một gia sư đến ôn tập trong một tháng là xong. Thần kỳ không? Thần, thần kinh thì có. Toán em được mấy điểm? Anh quan tâm làm gì? Dù sao cũng đỗ rồi. Ra chưa? Sắp rồi. Anh điều tra rồi, em cũng chỉ được hơn 30 điểm thôi. Chắc lại toàn chọn đáp án B chứ gì. Sao anh biết chiêu đó? Ai mà chẳng biết chiêu đó. Lôi Lôi, ra đây. Lôi Lôi.
Mình đã bảo các cậu chiều hãng đến cơ mà. Sao buổi trưa đã chạy đến đây rồi? Buổi chiều còn một môn cuối cùng nữa. Tình hình thế nào? Cô ấy cứ bám theo bọn mình. Bọn mình đành xả thân vì cậu. Thi thế nào? Cuối giờ thi tự nhiên mình minh mẫn thế. Nhưng giám khảo nói chỉ còn chưa đầy một phút là mình cuống cả lên. Trong một phút mình viết được hơn 100 chữ, rồng bay phượng múa. Nhưng mình cũng không nhìn ra là mình viết cái gì nữa. Thế thì bằng âm gì? Sao lại bằng âm? Cả một đoạn dài như thế, ít nhất cũng phải được điểm ấn tượng chứ. Thôi đi ạ, năm ngoái có một thí sinh thi văn, còn mấy phút mà ngoáy được 1 vạn từ. 1 vạn từ đấy nhá. Thế mà chỉ được có 20 điểm. Viết nhiều mà không đúng cũng vô ích. Ai cho cô đến đây thế à? Cố tình phải không? Mẹ anh bảo em đến xem anh thế nào. Anh tưởng em thích quan tâm đến anh lắm đấy à? Đáng ghét. Cút đi. Em đến đây cả buổi sáng để anh chửi đấy à? Đúng là không biết tốt xấu. Xa xa giận rồi. Lôi Lôi, tôi có thể nói chuyện với cậu được không? Cô nói đi. Ở đây đông đúc thế này, chúng ta tìm chỗ khác được không? Tùy thôi, thế nào cũng được. Có chuyện gì xấu hổ sao? Chúng cháu ở đây, chúng cháu là nhân chứng. Đúng thế. Liên quan gì đến em, ra đây. Thôi được. Thực ra chắc cậu cũng biết tôi muốn nói chuyện gì với cậu rồi. Cháu không biết. Thế thì tôi nói cho cậu biết. Hy vọng từ nay cậu đừng đi tìm Diệp Thanh nữa. Bây giờ nó đã là sinh viên, không giống cậu. Đại học có quy định sinh viên không được phép yêu đương. Cậu đi gặp nó gây ảnh hưởng rất không hay cho nó, cậu biết không? Đúng là hồi ở nông trường, cậu đã giúp đỡ Diệp Thanh. Diệp Thanh rất biết ơn cậu. Nhưng hy vọng cậu không hiểu nhầm thứ tình cảm này. Hơn nữa bây giờ cậu đang thi đại học, hãy chăm học. Yêu sớm cũng chẳng hay ho gì cho cậu. Mong cậu hiểu cho nỗi lòng của những bậc cha mẹ như chúng tôi. Cháu và Diệp Thanh yêu nhau á? Tôi nghĩ cậu quá hiểu ý tôi. Tôi đến gặp cậu không phải để chất vấn cậu, mà tôi muốn nói để cậu hiểu. Cậu đâu phải người không hiểu biết, đúng không? Cô làm thế là can thiệp vào quyền tự do yêu đương, tự do hôn nhân. Cô đang vi phạm luật hôn nhân gia đình đấy. Lôi Lôi, tôi sẽ nhắc lại ý tôi một lần nữa, được chứ? Được. Chuyện trước kia chúng ta không nói đến nữa. Hy vọng từ nay cậu không đi tìm Diệp Thanh nữa. Đây cũng là ý của nó. Tôi quên mất. Diệp Thanh nhờ tôi nhắn với cậu rằng cậu hãy học hành chăm chỉ, làm gì đó có ích. Đây, cậu cầm lấy. Tôi xin lỗi. Cậu xem đã hỏng chưa? Bao nhiêu tiền tôi sẽ đền? Nhất định tôi sẽ đền. Cậu muốn làm gì? Việc của cháu và Diệp Thanh, chúng cháu sẽ tự giải quyết, không liên quan đến mọi người. Cảm ơn nhé. Bác trai, khi học đại học, thầy Dương học Tây Y à?
Bác trai, sau này bác cứ gọi cháu là Hàn Dương thôi. Bác gọi cháu là thầy, cháu ngượng lắm. Được, cháu được đơn vị cử đi học đại học. Thực ra hồi ở nông trường, cháu đã từng học đông y một thời gian. Trước khi thi đại học, cháu rất muốn học đông y. Nhưng lúc đó trường đông y không có chỉ tiêu. Giờ nghĩ lại, cháu cũng thấy tiếc lắm. Có lúc cháu rất muốn đọc tất cả những sách nghiên cứu về đông y từ cổ chí kim, chắc chắn sẽ học hỏi được thêm nhiều kiến thức. Bao nhiêu năm nay bác chưa gặp thanh niên nào lại hiếu học như cháu. Bố, con không hiếu học sao? Còn thua xa Hàn Dương. Chỉ qua vài câu nói vừa rồi của Hàn Dương đã chứng tỏ được phong độ của một người trí thức. Sau này chắc chắn sẽ là trụ cột của ngành y. Hàn Dương, lúc nào đến nhà bác? Nhà bác nhiều sách y học lắm. Có những quyển tới thư viện cũng không mượn được đâu. Bác trai, thế thì ngại quá. Thầy Dương, thầy không biết đâu. Chưa bao giờ bố em để ai đụng vào những quyển sách đó đâu. Ngay cả em cũng không được xem. Bố thiên vị quá đấy. Không phải bố không cho con đụng vào, mà vì bố thấy con không thành tâm. Có xem cũng uổng. Phải là người cầu tiến như Hàn Dương đây, để cậu ấy đọc số sách này cũng là một niềm vinh hạnh. Thầy Dương, năm sau bố em có thể bắt đầu kèm học sinh được rồi. Hay thầy theo học bố em đi, đông tây y kết hợp thì thật là tuyệt. Bác trai, năm sau bác kèm học sinh thật à? Không được đâu, bố già rồi, học sinh như Hàn Dương thì phải theo học một vị giáo sư lớn. Không, bác trai, bác là bác sĩ đông y nổi tiếng nhất tỉnh ta. Nếu cháu được theo học bác thì đó là niềm vinh hạnh của cháu. Bác đi đây. Chị ta có xinh đẹp không mà anh chàng nào cũng muốn bám theo vậy? Xinh, xinh hơn em, xinh cái con khỉ. Nhìn chị ta là biết ngay, chị ta chẳng phải người tốt đẹp gì. Hồi ở nông trường 398, thanh danh của cô ấy không hay. Không có lửa làm sao có khói. Giờ lại lật mặt ngay được, im hết cho mình. Gì vậy? Quát tháo bọn em cái nỗi gì? Bọn em đâu có làm rơi đồ của anh, đâu có làm anh buồn. Nói gì? Cậu điên đi à? Xa xa nói không phải là không có lý. Mẹ Diệp Thanh dám đối xử với cậu như vậy, chắc chắn là do Diệp Thanh chỉ đạo. Cậu đừng quan tâm đến cô gái đó nữa được không hả? Cậu nhìn lại cậu đi. Bây giờ cậu biến thành cái gì rồi? Suốt ngày chịu uất ức vì một mụ đàn bà. Cậu có còn là thằng đàn ông nữa không? Bọn này đều thấy mất mặt vì cậu. Các cậu đều coi mình là thằng hề đúng không? Cút hết cho mình. Vì một cô gái mà cậu quá đáng với bọn mình. Coi như mình nhìn nhầm người. Thế mà mình lại coi cậu là bạn. Đi thôi. Xa xa. Đi. Lôi Lôi, cậu biết nhà họ ở đâu không? Dĩ nhiên là biết. Sao lại dĩ nhiên là biết? Cậu theo dõi cô ấy à? Vớ vẩn. À quên, cậu là kẻ đa tình mà. Cậu nói cái gì? Cậu là kẻ đa tình. Đừng có sán vào người ta. Có mỗi tí chỗ thế này, bực mình. Anh thích em mà, cứ sán đấy. Sán vào cho ấm. Lôi Lôi, Lôi Lôi, nhanh lên. Không có việc của em, không cho em đi chơi đâu.
Dừng lại. Khốn kiếp. Mình về rồi đấy à? Sao lâu vậy? Bố gặp lại bạn cũ, suýt nữa thì quên về. Thế à? Ai vậy? May mà có anh Hàn Dương. Hôm nay bệnh nhân đến khám bệnh đông lắm. Anh ấy đã lấy số giúp bố con đấy. Hàn Dương là chàng trai tốt bụng nhất, thật thà nhất mà mấy năm nay tôi mới gặp được. 10 năm đại cách mạng văn hóa, không hiểu nhà trường giáo dục kiểu gì. Nhìn thấy Hàn Dương, tôi mới thấy bớt bi quan. Bất kỳ thời đại nào cũng phải có những thanh niên ưu tú. Mẹ, vừa gặp anh Hàn Dương mà bố đã không ngớt lời khen ngợi rồi. Anh Hàn Dương làm gì mà tốt vậy? Không nói những điều đó vội, Diệp Thanh, mai con hãy đến nhà bà nội nhé. Để làm gì à? Nghỉ học rồi, bà nội con viết thư lên nói là nhớ con. Con về đó ở với bà một thời gian, thăm bà luôn. Nhưng cũng đâu cần gấp vậy. Sao chuyện nọ lại sợ chuyện kia thế? Bà ốm à? Tôi bảo Diệp Thanh đến nhà bà là để tránh cậu Lôi Lôi đó. Lôi Lôi, sao cậu ta đã hứa sẽ không tới tìm Diệp Thanh nữa rồi cơ mà. Đúng vậy, chúng ta bảo nó đến nhà bà để tránh một thời gian. Mình đi khuyên nó đi. Mẹ, mẹ đi gặp Lôi Lôi à? Hôm nay mẹ đã đi gặp cậu ấy. Mẹ bảo cậu ấy đừng quấy nhiễu con nữa. Cậu ta rất vô lễ. Cậu ta nói là muốn gặp con để nói rõ chuyện với con. Sao bố mẹ lại như vậy? Đây là việc của con, bố mẹ đừng tham gia vào có được không? Diệp Thanh, sao con lại nói năng với mẹ con như vậy? Bố, sao thái độ của bố cũng như vậy? Lôi Lôi rất tốt bụng, chỉ có điều hơi xấu tính một chút thôi. Nhưng tâm cậu ấy không xấu. Mẹ phải biết, cậu ấy là bạn con chứ. Con và cậu ấy chẳng có quan hệ gì không chính đáng cả. Không phải bố mẹ không tin tưởng con, mà bố mẹ thấy cậu ta không tử tế. Con xem, cậu ta làm những việc như vậy, con mà cứ tiếp xúc với cậu ta, bố mẹ sợ con sẽ nguy hiểm, con hiểu chưa? Diệp Thanh, bố mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng con phải có sự lựa chọn, không thể ai cũng kết bạn được. Bố mẹ nói gì? Ai bảo bố mẹ là con và Lôi Lôi yêu đương? Cậu ấy gây rối, bố mẹ cũng bắt trước à? Con đã nói rõ ràng với cậu ấy rồi, chúng con chỉ là bạn bè. Đó là con nghĩ như thế, nhớ cậu ta không nghĩ thế thì sao? Nhớ cậu ta có ý kia thì sao? Thế thì cũng nên để cậu ta nói với con chứ. Chuyện riêng của con, bố mẹ đừng can thiệp vào được không? Con lớn bằng từng nào rồi, con cũng phải có riêng tư chứ. Con đi đâu thế à? Con đi tìm Lôi Lôi, con muốn nói rõ với cậu ấy. Không cần đâu. Tại sao? Nói chuyện với nhau thì phải có chung một nền tảng kiến thức. Với thằng côn đồ đó, làm sao có thể hiểu nhau được? Lôi Lôi không phải người như vậy, mẹ rất rõ mà. Lôi Lôi không xấu, cậu ấy đã từng giúp đỡ con, cậu ấy là bạn con. Đúng là cậu ta đã từng giúp con, nhưng con có biết cậu ta có ý đồ gì không? Con nhắc lại một lần nữa, đây là việc của con sẽ tự giải quyết. Nó học ở đâu ra những tật xấu đó vậy? Chúng ta phải đuổi theo bắt nó về mới được, không để xảy ra chuyện. Sao mẹ cô ta lại đến đó? Mọi người đều nói là Diệp Thanh bảo mẹ chị ta đến. Anh Lôi Lôi thật ngốc, sao lại đi thích loại con gái đó không biết. Đúng là cái thằng mất nết. Cô sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nó nên mới không cho bố nó biết chuyện này. Bố nó mà biết lại chẳng đánh gãy chân nó đi ấy. Cô, việc này không thể chỉ trách anh Lôi Lôi được. Chị ta thành thạo và nhiều kinh nghiệm như vậy, chắc chắn là chị ta dụ dỗ anh Lôi Lôi. Bây giờ thấy sự việc ầm ĩ lên, sự ảnh hưởng đến mình, nên nghĩ cách đá anh ấy. Cháu tức ơi là tức. Cái thằng khốn kiếp này ở đâu không biết. Chiều nay còn phải thi nữa. Không được, cô phải đi tìm nó.
Lôi Lôi, cậu nhanh lên đấy, chiều còn phải thi nữa. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cô bảo mẹ cô đến gặp tôi đấy à? Chiều nay cậu còn phải thi. Đi thi đi, đừng để lỡ. Chưa nói rõ, tôi không thể thi được. Thi cử quan trọng, cậu đi thi đi đã. Có chuyện gì cậu thi xong chúng ta sẽ nói. Được không? Sao cô giả tạo vậy? Cô nói chơi thì chơi, thôi là thôi à? Cậu làm sao thế à? Lại còn tìm đến tận đây nữa. Cậu đi đi, không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Mẹ, con đang nói chuyện với Lôi Lôi, bố mẹ về trước đi. Cậu ta như vậy, con nói chuyện với cậu ta, làm sao mẹ yên tâm được? Tính tình Lôi Lôi ương bướng, nếu bố mẹ cãi nhau với cậu ấy ở đây, cậu ấy bực lên thì còn lắm chuyện hơn. Bố mẹ về đi, con về đi, để bố nói chuyện với cậu ta. Không cần đâu, cậu ấy không phải lưu manh, bố mẹ yên tâm đi. Nói chuyện xong con sẽ về. Đi đi. Cô chú, đi thôi, chẳng phải cậu muốn nói chuyện sao? Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, sắp đến giờ thi rồi, mau nói đi. Cô vẫn còn quan tâm đến chuyện thi cử của tôi cơ à? Tôi quan tâm đến cậu, cảm ơn. Không có gì. Thực ra cô thích tôi đúng không? Cái gì? Tôi nói cho cô biết, tôi không phải đồ lưu manh, côn đồ như mẹ cô nói. Tôi đến tìm cô là vì... vì tôi biết cô không ghét tôi. Cô muốn tôi đến tìm cô. Nếu cô và mẹ cô đều cho tôi là loại người như vậy, rằng tôi không được quấy rầy cô, thì cô nói đi. Cô nói thật đi. Cô nói là cô ghét tôi, cô không muốn gặp tôi, thì kiếp này hai chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cô nói đi. Tôi nói rồi, cậu đến tìm tôi, tôi rất vui. Tôi cũng rất muốn được làm bạn với cậu. Nhưng cậu luôn ép buộc tôi làm những việc mà tôi không thích, thì làm sao chúng ta làm bạn bè được đây? Không phải tôi không coi trọng tình bạn này, mà cậu không biết trân trọng nó. Cậu đang phá hoại nó. Nói thẳng ra đi. Vậy cô muốn tôi làm thế nào mới là không ép buộc cô? Tôi thật sự muốn trở lại hồi ở nông trường 398. Cô vẫn giả tạo như vậy. Rõ ràng cô biết là không thể quay trở lại đó. Hoặc cô làm bạn gái của tôi, hoặc chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Sẽ như cô nói, không liên lạc với nhau nữa. Được thôi, cứ làm như cậu nói đi. Là thế nào? Cô nói rõ ra. Cậu nói thế nào thì là thế nấy. Không gặp nhau, không liên hệ với nhau nữa. Cứ làm như cậu nói đi. Mình đi đây, Lôi Lôi đi thôi. Đi từ từ thôi nhá. Sao chúng mình đi đằng này? Tôi đưa cô về. Không cần, cậu mau đi thi đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa cô về. Đi đi bà cô, cậu ấy đưa cô về rồi đi thi vẫn còn kịp. Cô mà như vậy thì mới không kịp. Đi thôi. Đi thôi. Đến đây thôi, dừng lại. Lôi Lôi, dừng lại, cậu đi đâu thế à?
Diệp Thanh, dừng lại. Cậu làm gì thế hả Lôi Lôi? Cậu điên rồi à? Mình, mau báo cảnh sát đi, nhanh lên. Xa xa, sao giờ Lôi Lôi vẫn chưa về? Hay nó đi tìm Diệp Thanh? Cô, đầu to, sao vậy? Có chuyện rồi, Lôi Lôi bắt cóc Diệp Thanh rồi. Cảnh sát đang truy nã cậu ấy. Cái gì? Cô, Lôi Lôi, chuyện này làm ầm lên, cảnh sát sẽ bắt chúng ta thật đấy. Cảnh sát không tìm được chỗ này đâu. Sao lại không tìm được? Sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi. Làm vậy là phạm pháp, bắt được sẽ bị đi tù đấy. Cút đi. Cút. Chỉ còn một ngày nữa thôi là cậu sẽ thi xong. Cậu làm như vậy không hối hận sao? Lãng xẹt. Cậu không hận tôi à? Tôi có hận cô nổi không? Tôi thật không hiểu. Cậu không ngu cũng không ngốc, tại sao cậu lại làm một việc thiếu suy nghĩ như vậy? Cậu làm vậy có giải quyết được vấn đề không? Bây giờ cô có thể đi. Tôi không giữ. Tôi đi rồi cậu phải làm sao? Chắc chắn bây giờ mẹ tôi đã báo cảnh sát rồi. Thì có sao? Trong mắt cô tôi chẳng qua chỉ là một thằng lưu manh, côn đồ, khốn kiếp. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Đã bao giờ tôi nói vậy chưa? Tự cậu cam chịu, không chịu cầu tiến, lại còn trách người khác. Đây là nơi hoang vu hẻo lánh. Cô không sợ tôi? Cậu sẽ không làm vậy đâu. Anh vất vả quá. Anh chị đợi tin nhé. Cứ đợi thế này, biết đợi đến bao giờ? Chúng ta cũng phải nghĩ cách gì chứ. Mình đừng cuống lên. Đồng chí dân cảnh đã nói là đang tìm rồi mà. Chúng ta không thể chỉ trông cậy vào họ được. Chúng ta cũng phải đi tìm. Mình có manh mối gì không? Chúng ta đi tìm mấy cậu bạn của cậu ta, cả bố mẹ cậu ta nữa. Nửa đêm canh ba thế này, mình đi đâu tìm? Không được. Mình chỉ biết cái này không được, cái kia cũng không được thôi. Thế thì mình nghĩ cách gì đi? Cứ kéo dài thế này, thằng lưu manh đó làm hại con gái mình thì làm sao? Diệp Thanh còn nhỏ như vậy, mọi thứ của nó chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu nó có mệnh hệ gì thì cả đời nó sẽ sống thế nào đây? Chỉ tại tôi. Chúng ta đến nhà tìm bố mẹ cậu ta.